Khi chúng ta nhận lớp thì thường chúng ta sẽ gửi mail cho sinh viên rất là nhiều, một lớp là 40 em, và có thể chúng ta gửi nhiều lớp với nội dung khác nhau để đưa các cái đường dẫn, các cái group Zalo, group Facebook hoặc là các thông tin đến sinh viên. Vậy hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ của Google ở trong Google Sheet để chúng ta gửi mail hàng loạt một cách nhanh chóng. Thì quý thầy cô vào cái phần Attention và chọn Add On, và chúng ta thêm mới một cái chức năng để gửi mail, và chúng ta có thể tìm ở đây cái phần gửi mail của chúng ta. Chúng ta chọn mail mẹt, và trong này nó có rất nhiều cái để chúng ta mail mẹt ha, và tôi thấy là đang dùng cái này là rất là thuận tiện. Rồi chúng ta sẽ cài nó lên. Ok, chúng ta dùng cái tài khoản cùng với lại cái Google Sheet của mình, để tí nữa khi mà chúng ta gửi mail cho sinh viên của mình á, thì nó sẽ lấy cái mail của FPT gửi đi, thì nó sẽ hay hơn là chúng ta sẽ dùng mail khác. Rồi chúng ta đã cài xong, và khi chúng ta chọn lên cái attention thì ở đây đã có ha, và chúng ta sẽ chọn gửi mail, và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn gửi mail ở video sau.